Rồi hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hằng Lazada. Và trong này thì mình sẽ video review một cái chiếc xe mà mình đang dành cho tất cả mọi nhà luôn này. Chiếc xe VinFast Fadil. Con này thì mấy năm trước mình còn đang làm video về đi sự kiện đó rồi. Hôm nay thì mình có cận cảnh với xe luôn này. Và chưa có chìa khóa bên trong. Trong video này chúng ta sẽ chủ yếu là review về ngoại thất thôi, khung gầm. Đây mặt trước của nó này. Bản này bản bay nhá. Bản bay này thì nói chung đợt này thì xe này nó cũng khá là đắt, tại vì ở bên Trung Quốc nó thiếu chip bán dẫn ý. Nên giá xe VinFast này nói chung mặt bằng xe hay là các loại xe thì trong năm 1-2 năm tới thì giá xe nó sẽ không được giảm đâu. Anh em mà muốn chốt xe thì có thể năm nay mình chốt xe là vừa. Rồi, đây là con Fadil bản bay. Mình sẽ đi một vòng cho mọi người xem. Fadil bản bay. Nhưng mà con này thì cũng được độ full, nói chung nó cũng gần như bản full option rồi. Phía sau này chúng ta sẽ có một cái cam lùi HD này. Và xe này thì cũng đã được dán phim cách nhiệt hết rồi. Nếu mà anh em mua xe này ngon thì bần tầm khoảng trước dịch, tầm khoảng tháng 7 chúng ta sẽ có chương trình tri ân Hải Phòng. Thì trước Fadil này thì nó rơi vào tầm khoảng 260. Còn bây giờ nếu mà mua con này full như này, bản bay như này thì nó phải tầm khoảng 380. Nói chung cũng không hề rẻ. Đợt anh em mua được cái xe ở Hải Phòng bản thì ngon này. Rồi, tiếp theo thằng quê mình lại cầm mất chìa khóa thì không cho mọi người xem nội thất được. Review về qua bên ngoài thôi. Xem vành của nó đây. Con này thì mình không thích nhất chính là cái lốp của nó. Lốp con này thì đang dùng lốp là con Titan, rất là mỏng. 18555 này, R15. Bản bay cũng chỉ có cái vành đúc này thôi, vành thể thao gì cả. Lốp con Titan rất là mỏng. Rồi, được cái con này gầm thì mình rất thích gầm con này. Đây, gầm này hình như cũng được sơn phủ rồi này, sơn đỏ này. Ống xả kìa. Nắp bình xăng này, bình xăng các kiểu này. Đây một chiếc xe mới đây là đây. Hệ thống thước lái của nó phuộc này. Các cái trục này. Càng này, đó. Từng rất ít anh em mà review về cái phía dưới xe gầm xe như này. Đây, tôi tuyên lái này. Đấy, các lại càng này. Đó. Càng ngà này, đó. Và thêm một cái nhược điểm của con này nữa là cái bản này gương thì gương gập tay, không có gương gập điện. Cũng hơi chán chút. Cái này là cái gạt mưa này, lưỡi gạt này. Lưỡi gạt này thì thường thì xe nào nó cũng dần tranh hỏng. Cái bộ lưỡi gạt này cũng rẻ 150. Nói chung phụ kiện của Fadil này cũng rẻ. Tại vì nó, mà gốc của nó thì con này vẫn là của GM thôi. GM của Hàn Quốc này. Con này thì thấy quảng cáo của BMW kép, nhưng mà thực ra là nếu mọi người am hiểu về xe thì ta đều biết là của GM. Matiz Spark đều từ cái hãng này mà ra cả. Matiz Spark Chevrolet. Nó là đi lên từ con Matiz và lên con Spark. Đèn. Đèn thì tất nhiên chúng ta hẳn bay chúng ta không thể là có đèn lép được. Đây, đèn halogen này. Sợi đốt. Đó. Cái đèn sương mù này cũng thế này. Cũng là đèn halogen sợi đốt. Đèn gầm này cũng halogen sợi đốt này. Mặt này thì bằng nhựa nhá. Cũng cái này thì hình như là inox hay sao nhỉ. Nhựa sơn giả inox. Không có inox đâu. Mặt ca lăng này. Ca lăng chúng ta sẽ có một hình cánh chim chữ V. Và cái mặt lưới ca lăng này cũng bằng nhựa nha. Nhìn nó khá là rẻ tiền luôn. Rồi. Tiếp qua không có chìa khóa không xem bên trong được. Chúng ta sẽ có là bản này thì cũng có cảm biến lùi này. Xe đã lắp một camera luôn này.
Thực ra nếu mà quê mình mua thì cái gói này nó cũng, nếu mà so với bản full thì nó rẻ hơn một tí. Có giá nóc thể thao này. Cái giá nóc thì bằng inox nhé. Rồi. Và một cái đặc điểm nữa của cái dòng này, cửa không khít. Mình phát hiện ra này, cửa không khít. Con này nếu mà đóng cửa phải đóng lực rất mạnh nhé. Sao của em mình đóng cửa mà nó vẫn còn thở. Muốn đóng cửa chắc là chúng ta phải đập rất mạnh nhé. Này, mới mua mà cái phần cái hộp tay nắm cửa này xước rất là nhiều. Tổng quan thì với chiếc xe này thì nó sẽ phù hợp với dòng xe của family, của gia đình. Khi trong gia đình chúng ta có khoảng 5 người thì sẽ rất là phù hợp luôn. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái chi tiết là cái ba đờ sốc đằng sau này. Có lẽ cái chi tiết này thì quá nhiều người nói rồi, nhưng mà mình cũng sẽ nói lại. Ở tại sao VinFast họ lại làm một cái mặt ba đờ sốc đằng sau này, nó lại bằng nhựa đem nhám như này. Tất nhiên là về mặt thẩm mỹ thì nó sẽ khiến cho cái xe này nó bị giảm đi thẩm mỹ. Tuy nhiên là chúng ta sẽ được về cái tính thực dụng. Cái này nó sẽ giúp chúng ta là cái mặt này thì thường là như anh em làm hướng là sẽ bị xước này rất nhiều. Nó cái mặt này nó sẽ như là một cái mặt đỡ đằng sau khi mà chúng ta lùi. Mà thường các lái mới thì cái mặt này thì lùi thì chưa chắc chắn là chúng ta chưa có cảm giác xe để mà căn tốt đâu. Mặc dù chiếc xe này cũng được trang bị cả cam lùi AHD này. Mà lái mới thì có phải ông nào cũng lái phát được ngay đâu. Nên chính vì thế mà VinFast họ đã cố tình tạo ra một cái mặt ba đờ sốc bằng nhựa nhám này. Thứ nhất là giảm cái chi phí mà chúng ta sửa chữa này, hoặc là sơn sửa thì nó cũng sẽ hợp lý hơn. Chứ là nếu mà sơn phủ luôn mặt này thì tất nhiên là nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà nếu mà về cái khả năng thực dụng của nó thì nó sẽ không tốt cả. Đó. Và tất nhiên là anh em mình đủ tiền thì chúng ta sơn phủ này tầm giá khoảng 500-800. Đó. Ở phía dưới này chúng ta cũng sẽ có một cái mặt giả inox nữa này. Cái này bằng nhựa nhé, nhựa. Nếu mà lùi không cẩn thận là nó sẽ toát cái ra lắm. Đây, cảm biến lùi, bốn mắt cảm biến lùi, đèn hậu này. Đèn hậu tất nhiên là chúng ta sẽ có cái đèn halogen rồi, sợi đốt, không thể là có bóng led được. Chiếc xe giá rẻ như này, đây là mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này. Con này thì theo công bố của nhà sản xuất thì nếu mà chúng ta đi trong khoảng 100m đường kết hợp, hỗn hợp thì nó sẽ ra là khoảng 5.85. Và nếu so với bằng chung của dòng xe hatchback thì con xe này theo mình nghĩ thì nó sẽ ở mức cao chứ không phải là mức thấp. Dòng xe mà có mức tiêu thụ ít nhất theo mình biết thì chính là dòng của Suzuki Celerio, hình như là chỉ có 4 chấm thôi. Rồi, còn trong đô thị thì chỉ số của nó sẽ là 7.1. Đó, đô thị là đi kiểu tắc đường các kiểu ấy thì người ta đo thực nghiệm ra là 7.1. Còn ngoài đô thị đi cao tốc thì là sẽ là 5.1. Đó. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có cái đường gân xây kính này. Đó, không có gân xây kính. Và thêm một chi tiết là mình thấy rất nhiều anh em đi VinFast độ đó là cái búa Hammer. Nhưng mà cái xe này thì chúng ta sẽ có một cái anten ở đây, anten dầu ở đây. Đó. Rồi, tổng quát đằng sau thì mình đã giới thiệu rồi. Tiếc là không có chìa khóa để vào bên trong. Thế mới cảnh của em nó đi mất rồi. Đó. Chém gió anh em sơ sơ thế thôi. Ở phía dưới mặt này thì mình quay cho mọi người xem nhá. Ở dưới gầm phía trước này. Đây. Các cái phía dưới này. Mình nghĩ rất quan trọng phần gầm xe này. Tất nhiên là xe mới thì không như xe cũ là chúng ta sẽ phải check gầm xem có mục bọt hay có sập gầm hay không. Nhưng mà chú ý mọi người xem gầm của VinFast này nó cũng khá là tốt luôn. Mình thấy cũng rất nhiều các khung sắt ở phía này. Gầm này cũng ngon ý. Đây, phía gầm này rất nhiều sắt luôn này. Đó. Còn độ bền hay không thì nói chung là nó cũng ra mắt được 3 năm rồi. Và theo đánh giá của người tiêu dùng hay là anh em nhìn thấy luôn ngoài đường đi rất là nhiều.
chất lượng của nó thì theo mình nghĩ cũng dùng được. Nó đang đứng đầu phân khúc hạng hatchback luôn. Có chiếc xe nào có thể vượt được Fadin về số lượng bán cũng như là các cái tính năng. Một số tính năng của nó thì nó sẽ có là ABS này, phanh ABS. Morning hình như là nó giản, nó không có ABS. Tính năng cơ bản của xe không có thì cũng rất là nhiều. Rồi, thêm nữa chúng ta sẽ có cân bằng điện tử. Đây, có nút cân bằng điện tử đây. Cân bằng điện tử EBD. Đây có nút cân bằng điện tử đâu nhỉ? Hình như gần dưới đây. Đó. Xi nhan gương. Ngoài xi nhan gương chúng ta có luôn cái xi nhan này. Thường các hãng họ có xi nhan gương thì họ sẽ lược cái xi nhan ở bên hông xe này. Mà phải đi chúng ta vẫn có cả hai luôn. Vành này, phía trước chúng ta sẽ là phanh đĩa này, cả phanh đĩa, và phía sau của nó sẽ là phanh tăng trống, sau sẽ là phanh tăng trống, đấy phanh đùm đấy, à, gầm đằng sau này, đây càng sau này. Đây là hệ thống nhún đằng sau. Con này thì nó sẽ sử dụng là hệ thống móc tua sơn nhé. Hệ thống treo móc tua sơn. Móc tua sơn là gì thì mình cũng đại khái là chúng ta dưới đây chúng ta sẽ có càng A này. Nó sẽ có hai cái càng A. Dưới đây thì nó chỉ có một cái nhún này thôi. Đó, hệ thống móc tua sơn. Hệ thống đơn giản nhất trong cái hệ thống treo. Là cái gì thôi. Rồi. Đây, bên trong nội thất thì chỉ quay được từ này thôi. Mà ghế vẫn đây, xe mới tinh vẫn còn nguyên ni lông. Đấy, vô lăng.